Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Sportling Channel. Và ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu đến các bạn sản phẩm vòng tập yoga lõi bằng ABS cao cấp. Sản phẩm cho phép bạn có thể uốn lưng ở mọi tư thế, giúp bạn mở vai và phần lưng trên dễ dàng, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ cho việc tập luyện các tư thế được thuận tiện hơn. Sản phẩm có thiết kế đẹp, bền và gọn nhẹ. Bề mặt vòng được bọc bằng một lớp gỗ bần với các đặc tính nổi bật, dẻo, kháng khuẩn, chống mùi hôi và giúp các bạn dễ dàng vệ sinh. Bên dưới là lớp đệm BU để tăng độ êm và độ đàn hồi, giúp các bạn tập được dễ dàng hơn. Khung vòng được sản xuất từ chất liệu nhựa ABS, chịu lực tốt, trọng lượng nhẹ, chống va đập. Đường kính vòng 33cm và bản rộng 13cm. Hỗ trợ tối đa khi tập các tư thế mở vai phù hợp với vóc người châu Á. Trọng lượng xấp xỉ chỉ 1,4kg, giúp bạn dễ dàng mang theo. Màu sắc gỗ tự nhiên và khung vân gỗ. Với vòng tập yoga, cột sống của bạn sẽ được massage, giúp giảm đau lưng và mang lại hiệu quả tuyệt vời cho việc cải thiện sức khỏe và vóc dáng của bạn. Truy cập website sportling.vn để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video khác.